Đây, mua cho chị đấy, một con chim. Con buồn về Tại, tại chị Phèo muốn thích cho chim cho nên là anh ra Đà Nẵng mua. Con này là cực hiếm. Đặt này, đây, con làm kèm đồ luôn để về cho nó ăn đi. Nó đi đường xa cũng mệt đấy, về chăm nó đi. Đây, cho chị. con này giống như két nhà mình mà. Cái con ấy là phải mua ở tận trong Nam cơ, chứ ở đây là không có đâu. Con này nó biết nói. Về cho nó ăn bùn. Về cho nó ăn luôn em. Em về luôn này.